Bắt đầu đi mấy bạn. Thầy chờ tụi em một chút để tụi em share cái bài lên đó thầy. Tại vì nó đang bị trục trặc một chút là không có tụi em không share được bài. Dạ em chào thầy và các bạn. Thầy có nhìn thấy slide của nhóm không ạ? Thấy rồi bạn. Dạ em xin phép được trình bệnh án. Về hành chính, bệnh nhân đoàn công tê như tính nam 68 tuổi, nghề nghiệp là quân nhân đã nghỉ hưu, địa chỉ ở Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình. Ngày nhập viện là ngày 30 tháng 3 năm 2020 và ngày làm bệnh án là ngày 4 tháng 4 năm 2022. Lý do nhập viện là đau bụng một phần tư dưới trái. Bệnh sử con hơi qua slide. Bệnh sử là cách nhập viện 20 ngày thì bệnh nhân thường xuyên đau bụng một phần tư dưới trái, đau âm ỉ, cường độ đau là 3 trên 10, thỉnh thoảng quặn cơn trên nền âm ỉ, không lan, không tư thế giảm đau và có cảm giác muốn đi tiêu sau ăn khoảng 20 đến 30 phút. Còn tiêu lỏng 2 đến 3 lần, ăn vàng lượng ít không lẫn nhầy máu. Còn sau đi tiêu thì bệnh nhân thấy giảm đau bụng. Còn trước cái đợt bệnh này thì bệnh nhân tiêu phân vàng đóng khuôn, thi thoảng thì có tiêu phân sệt và khoảng 1 đến 2 lần trên ngày. Một cách nhập viện một ngày thì bệnh nhân thấy tình trạng đau không giảm nên là đi khám tại bệnh viện Thống Nhất. Và trong quá trình bệnh lý thì bệnh nhân không nôn, không ho, ăn uống thì bình thường, tiểu vàng trong. Bệnh nhân sụt 5 kg trong vòng 20 ngày, từ 81 kg xuống 76 kg. Tình trạng lúc nhập viện là bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng nhạt, tim đều, phổi trong, bụng mềm, gan lách không sợ chạm. Sinh hiệu là mạch 80 lần trên phút, huyết áp 130 lần trên 80 lần, ốc bụng, huyết áp 130 trên 80 mm, nhiệt độ là 20 lần trên phút, nhiệt độ 37.2 độ C, nhịp thở 20 lần trên phút, nhiệt độ 37.2 độ C, cân nặng là 76 kg, chiều cao là 1m80 cm. Và BMI tính được là 21.6 kg trên mét vuông. Về tiền căn thì bản thân nội khoa thì tăng huyết áp độ 2 theo GNC7, đang điều trị với valsartan 50 mg một viên trên ngày. Huyết áp dễ chịu của bệnh nhân là khoảng áp tâm thu là khoảng 120-130 mg thủy ngân. Chưa ghi nhận tiền căn rối loạn thói quen đi tiêu trước đợt bệnh lần này. Chưa ghi nhận tiền căn bệnh lý tim mạch đái tháo đường hay là nhiễm vô ký sinh trùng. Về ngoại khoa thì chưa ghi nhận tiền căn phẫu thuật trước đây. Về dị ứng thì chưa ghi nhận tiền căn dị ứng. Gia đình thì chưa ghi nhận các bệnh lý ác tính. Và dịch tễ thì là đã chích 2 mũi vaccine COVID-19. Về khám lược qua các cơ quan thì tim mạch bệnh nhân không đau ngực, không hồi hộp, không đánh trống ngực. Về hô hấp thì không khó thở, không ho, không khạc đàm. Tiêu hóa là có đau bụng 1 phần tư dưới trái, không nôn. Thận niệu thì tiểu vàng trong, lượng tiểu khoảng 1 lít trên ngày, không rách buốt. Thần kinh thì không đau đầu, cơ xương khớp thì không giới hạn vận động.
Về khám ngày 4 tháng 4 năm 2022 thì bệnh tình tiếp xúc tốt da niêm mạc hồng. Thứ nhất thì không to, không sờ chạm, không có dấu mất nước. Sinh hiệu thì huyết áp là 120/70 mmHg, nhiệt độ 37 độ C, nhịp thở 20 lần trên phút, mạch 85 lần trên phút, cân nặng là 76 kg, chiều cao 180 cm, BMI là 21.6 kg trên mét vuông. Về tuần hoàn, về hệ tuần hoàn thì lồng ngực cân đối, không u, không sẹo bột cục, không sao mạch, mọi tim ở khoang ly sườn 5 đường trung hoàn trái, không rung mưu, hạt da âm tính, T1, T2 đều rõ, không âm phổi bất thường, tần số 85 lần trên phút. Về hệ hô hấp thì lồng ngực di động theo nhịp thở, thanh đều hai bên, gõ trong hai bên, rì rào phế nang âm dịu hai phế trường và không gian bệnh lý. Về hệ tiêu hóa thì bộ cân đối, di động theo nhịp thở, không sao mạch, không tuần hoàn bằng hệ, không u, không sẹo bột cũ, nhu động ruột 6 lần trên phút, gõ trong, bụng mềm, ấn đau 1/4 bụng dưới trái và gan lách không sờ chạm. Hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa thì hậu môn trực tràng, nhiều hậu môn không sưng đỏ, không dị dịch, không chảy xa, không lỗ rò, cơ thắt hậu môn siết chặt, hậu trực tràng trên láng, không u, không sùi, không chỉ. Rút răng thì có ít phân vàng miếng răng. Niệu thì không cầu bằng quang, chạm âm tính, điểm bao niệu quảng trên giữa âm tính. Về thần kinh thì cổ mềm, không nhớ thần kinh định vị, cơ xương khớp thì chưa ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án của nhóm em là bệnh nhân nam 48 tuổi nhập viện vì đau bụng 1/4 dưới trái. Qua thăm khám thì ghi nhận triệu chứng cơ năng là đau bụng 1/4 dưới trái, thay đổi thói quen đi tiêu, sụt 5 kg trên 20 ngày. Triệu chứng thực thể là ấn đau 1/4 bụng dưới trái, hậu môn trực tràng thì chưa ghi nhận bất thường và tiền căn tăng huyết áp độ 2 theo xuyên sư 7. Về các vấn đề trên bệnh nhân này, em đưa ra là có đau bụng 1/4 bụng dưới trái, thay đổi thói quen đi tiêu, sụt cân, và thứ tư là tiền căn tăng huyết áp độ 2 theo xuyên sư 7. Về chẩn đoán sơ bộ của nhóm em là hội chứng tụt kích thích hệ tiêu chảy trên nền bệnh nhân tăng huyết áp độ 2 theo gen C7, thì nó phân biệt với viêm đại tràng trên nền bệnh nhân tăng huyết áp độ 2 theo gen C7, và phân biệt thứ hai là ca đại tràng trên nền bệnh nhân tăng huyết áp độ 2 theo gen C7. Tới đây thì tới đây có một câu hỏi gì không? Bạn trong lớp mình có hỏi tới thắc mắc vấn đề gì không? Dạ, em có chút thắc mắc rồi. Đúng rồi bạn. Mày, dạ, nhóm cho mình hỏi là đầu tiên á, là ở cái phần khám thì mình thấy là cái phần tổng trạng của bạn, bạn chưa khám các cái hạch thì không biết là mấy nhóm bạn có khám không, như là hạch thượng đòn, hạch quanh rốn hay là hạch bẹn một, các bạn có khám không? Với thứ hai á, là cái phần thứ hai là cái phần mà bạn vừa mới nói là cái chẩn đoán của các bạn á, tại sao các bạn lại đưa là hội chứng không đưa cái ca đại tràng tin trước mà các bạn lại đưa đến xuống phần thứ ba, và cái lại đưa cái hội chứng ruột kích thích do thể tiêu chảy lên trên đầu á, mà trước đó bệnh nhân chưa có cái tình trạng xuất hiện như vậy bao giờ, với lại bệnh nhân lớn tuổi và sụt cân nữa, sụt năm cân trong 20 ngày thì mình không biết là có lý do gì không. Cảm ơn nhóm ạ. Dạ. Thì cái khám hạch thì tụi mình có khám á, nhưng mà hồi lúc mình có ghi vào nhưng mà không hiểu sao cái file này nó lại bị mất cái đó. Cái file cũ thì có là khám thì không hạch không sờ chạm, hạch thượng đòn cũng không. Còn đối với cái chẩn đoán
Thì bởi vì là ở cái bệnh nhân này, bệnh là mới phát hiện bệnh, mới bắt đầu có triệu chứng trong 20 ngày. Và trước đó thì bệnh nhân là toàn là bình thường. Với cái nữa là mình thấy là cái bệnh nhân chỉ có một cái, đó là có một cái thay đổi thói quen đi tiêu, với một cái là đau bụng ở gì 1/4 bụng dưới trái. Nên là mình cảm thấy đây là mình nhận thấy đây là cái này nó giống với cái tình trạng là có cái hội chứng đột kích thích nhiều hơn. Còn cái sụt cân của bệnh nhân thì bệnh nhân này sụt cân nhanh, trong vòng 20 ngày mà sụt 5 kg. Thì nhóm mình thì tại vì cái triệu chứng này nó mới xảy ra nên là nhóm mình nghĩ nhiều hơn là về cái hội chứng gì kích thích nhiều hơn so với cái ca đại tràng. Bạn nói hội chứng ruột kích thích, vậy hội chứng ruột kích thích là gì bạn? Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng ruột kích thích là gì biết không? À, mình chứng nói hội chứng ruột kích thích gì chứ mình thì tôi hỏi về hội chứng ruột kích thích là gì và tiêu chuẩn chẩn đoán nó là sao? Dạ, thưa thầy, là tiêu chuẩn hội chứng ruột kích thích đó là bệnh nhân này bệnh nhân có đau bụng và có cái sự thay đổi trong cái thói quen đi tiêu, và nếu mà mình nội soi đại trực tràng mà không thấy có tổn thương thì chẳng đến là hội chứng ruột kích thích. Bên cái micro của bạn á nó bị gì á mà tôi nghe không không rõ. Dạ, thầy nghe rõ chưa ạ? Rồi nói đi bạn. Dạ, là hội chứng ruột kích thích là ở bệnh nhân này là bởi vì là bệnh nhân này có cái thay đổi thói quen đi tiêu và có cái đau bụng, và nếu như mà nội soi ra mà không thấy có tổn thương thì là đấy là hội chứng ruột kích thích ạ. Bạn biết tiêu chuẩn chẩn đoán ruột kích thích không? Ừ? Dạ, tiêu chuẩn chẩn đoán của kích thích là bệnh nhân có đau bụng từng đợt, là khó chịu ở vùng bụng trong ít nhất là 3 ngày trên tháng, trong vòng 3 tháng, và kèm với ít nhất là lớn hơn hai tiêu chuẩn, hoặc là có giảm triệu chứng sau khi đi tiêu và hoặc thay đổi cái số lần đi tiêu khi mà khởi phát bệnh, và hoặc là thay đổi cái hình dạng phân khi mà khởi phát bệnh. Đó bạn đang nói là tiêu chuẩn Rome đúng không? Roma mấy? Dạ, rôm ba. Roma mấy? Vậy thì bây giờ á, những cái triệu chứng của bạn á, kể gì đó, bệnh nhân có hay không? Đủ chưa? Để mình nói bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích. Dạ, bệnh nhân này chưa có đủ ạ, tại vì bệnh mới khởi phát 20 ngày chứ chưa được 3 tháng. Vậy thì mình vẫn chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ruột kích thích mà đúng không? Dạ, chưa đủ, cái này hồi lúc em chưa có coi kỹ. Rồi còn ai còn có vấn đề gì đó? Em muốn hỏi bạn mình vấn đề gì nữa?
Nếu không có không ai hỏi nữa thì thôi à, đi tiếp à. Rồi tiếp đi bạn. Với các cái chẩn đoán ở trên thì nhóm em đề nghị cận lâm sàng chẩn đoán là nội soi đại trực tràng và các cái cận lâm sàng thường quy là có tổng phân tích tế bào máu, sinh hóa máu thì sẽ làm AST, ALT, glucose, ure, creatinine, ion đồ, X-quang ngực thận, ECG và tổng phân tích nước tiểu. Để kết quả cận lâm sàng thì nội soi đại trực tràng là thấy van hồi manh tràng bình thường, đại tràng còn phân vàng loãng, ở manh tràng thì niêm mạc bình thường, đại tràng lên thì có polyp không cuốn với đường kính D khoảng 4 mm, đại tràng ngang bình thường, đại tràng xuống ở vị trí cách trụ hormone khoảng 45 cm thì có tổn thương chồi sụn chiếm hết chu vi, niêm mạc thì bình thường, polyp đại trực tràng thì cách trụ hormone khoảng 10 cm có cuốn ngắn, đường kính D khoảng 2 cm. Kết luận là polyp đại trực tràng và ca đại tràng xuống. Thì với cái kết quả nội soi này thì nhóm em đề nghị làm cái sinh thiết và cái bấm sinh thiết và làm giải phẫu bệnh. Thì cái kết quả giải phẫu bệnh là sinh thiết mô đại tràng tăng sản tế bào tuyến có nhân lớn, tăng sắc, dị dạng, hạt nhân rõ, thân bào bất thường. Kết luận là carcinoma tuyến đại tràng biệt hóa vừa. Thì nhóm em đề Rồi. nghị tiếp. Nhưng tới đây mấy bạn có hỏi gì không? Mấy bạn trong lớp có hỏi gì không? Mấy bạn trong lớp có hỏi thắc mắc gì vậy không? Dạ cho em có câu hỏi ạ. À, nhóm xin cho mình hỏi là vậy cái polyp á, thì nhóm mấy bạn xử trí thì sao? Tại vì nhóm mình nghĩ thì cũng cái tôi bệnh Các bạn đang nói sửa cái mic lại, tôi nghe không rõ cái mạng của bạn bị gì hay vậy. dạ luôn thầy à, tránh 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 cho hỏi là xử trí về cái polyp ở phần nào, tại vì bệnh nhân này có ở phần lên và phần xuống á, đại tràng lên và đại tràng xuống á. Ở cái polyp không có cuốn này. À, đối với mấy cái polyp á thì nhóm mình sẽ, tại vì ở đây thì không có nói là làm sinh thiết ở phần nào, thì nhóm mình đề nghị là sinh thiết cả cái polyp có cuốn và cái không cuốn luôn, để khi mà giải phẫu bệnh mà cái nó ra cái vùng polyp không cuốn mà nó có, ý là nó có tế bào ác tính á, thì mình sẽ xử trí là cắt luôn phần đoạn đại tràng đó. Còn khi nếu mà cái polyp mà nó không có cuốn thì tụi mình sẽ cắt polyp trước khi phẫu thuật cắt đại tràng, và khi mà cắt đại tràng thì mình không có cắt cái đoạn đó. Thì không biết nhóm mình xử trí như vậy có phù hợp không? Rõ ràng á, bạn trả lời như vậy nó cũng khá chính xác. Rõ ràng á, với một cái nội soi như thế này á và đọc một cái kết quả sinh thiết á, thì tôi không rõ là cái kết quả sinh thiết đó của cái vị trí nào, của polyp đại tràng lên, của khối u đại tràng xuống, hay là của cái polyp ở trực tràng. Bởi vậy á, cái vấn đề này mấy bạn phải xác nhận định rõ cho tôi cái polyp, cái giải phẫu bệnh đó là của vị trí nào đầu tiên. Cái thứ hai là mấy bạn phải xác định rõ giải phẫu bệnh của tất cả các polyp đó. Rồi giám trình có xác định được cái vấn đề đó không? Dạ, đây là kết quả của cái mẫu lấy ở cái đại tràng xuống, còn những cái vị trí khác thì chưa có được làm. Tại sao không làm mấy vị trí khác?
Các bạn có nên làm mấy vị trí khác đó luôn không? Tôi nghĩ là có. Đó, thì giống như bạn mình mới phân tích đó, tại vì nếu mà những cái polyp đó nó lành tính thì mình tính khác, còn ác tính mình phải xử trí khác. Bạn nên nhớ cái polyp 2 cm uốn ngắn ở trực tràng, cái thì hormone 10 cm. Polyp này có nguy cơ ác tính không? Hả? Tao nhớ mấy bạn, polyp này là polyp lành tính hay ác tính? Dạ, có nguy cơ ác tính. Polyp cuốn ngắn 2 cm kích thước vậy là to, khả năng ác tính rất cao chứ. Tại sao ta không làm sinh thiết cái polyp này được? Rồi còn ai thắc mắc gì không? Nếu bạn không thắc mắc gì thì đi tiếp. Quay lại slide trước. Dạ, với kết quả giải phẫu bệnh nhẹ thì nhóm em đề nghị làm cái CT scan ngực bụng để đánh giá cái giai đoạn và di căn xa và làm cái CEA để theo dõi điều trị. Thì cái CEA làm ra là kết quả là 5.58 nanogram trên ml. Về CT scan bụng tiểu khung thì gan không to, đại tràng góc lách hàng dày không đều. Đường kính D 20 mm, đoạn trên dài với đường kính 43 mm, mất cấu trúc lớp, mất thuốc cảm quang mạch, xung quanh thâm nhiễm mỡ và có vài hạt nhỏ dạng tròn 4 hạch. Kết luận là u đại tràng góc lách nghĩa ác tính. Thì nhóm em phân giai đoạn ở đây là T3N2A1-0 và đánh giá giai đoạn là 3B theo GCC8. Rồi, mấy bạn có thắc mắc gì không? Có muốn hỏi bạn mình gì thêm không? Muốn cần thông tin gì trên cái CT nữa không? Hỏi nhóm là sao nhóm xác định được cái này là T3? Bạn mình hỏi đó, sao với T3? Dạ, thưa thầy là ở cái CT này thì không không có nói rõ là cái u nó xâm lấn đến lớp nào, nhưng mà cái T3 là nó xâm lấn qua lớp cơ. Thì em nghĩ ở đây CT nó để là mất cấu trúc lớp, thì là nó đã qua cái lớp cơ rồi, cho nên là mình sẽ đánh giá được là T3. Mất cấu trúc mà mất cấu trúc lớp gì? Mất cấu trúc lớp mà lớp gì? Ta có nói đâu. Lớp niêm mạc nó khác chứ nó cũng là mất cấu trúc lớp vậy. Mất cấu trúc lớp dưới niêm thì nó cũng là T khác vậy. Trong cái CT này có một cái mô tả của người ta, mấy bạn có thể đánh giá được cái mức độ T, hoặc là nếu thì mấy bạn chiếu cái phim lên mấy bạn coi. Hôm trước tôi nói rồi mà, trình bệnh nên có cái hình ảnh học, mấy bạn muốn biết. Dạ thưa thầy, thì trên cái CT này thì em muốn hỏi nhóm là mấy bạn có đánh giá được là nó có di căn qua có tràn dịch ổ bụng với lại là có gan á, thì có khối u ở trong gan không à? Với lại là cái CT này thì theo em thấy là mô tả của nó là xung quanh có thâm nhiễm nhiều mỡ, thì có phải là cái này là T4A không ạ? Rồi, lớp, mấy bạn trình bày trả lời đi.
Nếu bạn trình bày trả lời câu hỏi của bạn mình đó. Dạ, thầy đợi một lát, các bạn đang mở hình CT ạ. Rồi, CT này nói điều gì? Rồi phân tích coi u nó đâu, vị trí nào. Sao bạn biết ở Mấy đó cái chỗ của em ngồi là mấy cái chỗ mà con chuột em chỉ thầy, em cũng được thấy đây là có cái thành chèn nó chạy ở đây. Nó cái vị trí này thì chính là cái tường, đây là cái vị trí của cái u xong. Bạn chỉnh lại cái mic của bạn đi, nghe nghe không rõ. Thầy là mấy cái vị trí này chỉ là cái vị trí của khối u và những cái lát cắt trên thì em thấy nó có cái bức tường của đại trường. Mấy bạn có nhận xét gì về cái CT này? Bạn còn phim nào nữa không? Các bạn có nhận xét gì với CT này không? Đầu tiên tôi hỏi cái CT này cảm quan hay không cảm quan? Quan. Mấy bạn, bạn chỉnh cái mic bạn lại, tôi không nghe gì bên này hết á. Đấy, hay là khi này là không cảnh quan được. Rồi không cảm quan. Vậy khi mấy bạn đọc một cái phim mà để đánh giá cái khối u trong ổ bụng thì bạn đã đọc ở thì nào? Dạ, hay là thì công mặt. Hả? Thì động mạch Thì động mạch, thì động mạch là để bạn đánh giá T, N hay M. thì Bạn chỉnh cái mic bạn lại bạn ơi. Các bạn nghe cái bạn mình nói rõ không vậy? Cho tôi nghe không rõ. Hả? Các bạn nên nhớ ha, trên một cái phim á, khi đọc cái tên mức độ xâm lấn á, khối u á, khối ung thư á, là nó gì? Nó tăng, bản chất của nó là tăng máu nuôi. Thì mấy bạn nên đọc ở thì động mạch. Hạch, chấn lưu, hạch, bạch huyết. Thì mấy bạn nên đọc ở thì tĩnh mạch thì muộn. Cái ung thư gan thứ phát thì các bạn sẽ thấy cái bản chất của nó, cái rìa ngoài nó tăng chất cản quan thì mình cũng nên đọc ở thì động mạch. Cái phim không cản quan á, các bạn không có đọc được gì hết á, thì khi mấy bạn chiếu cái phim không cản quan lên á thì mình không có nói được gì nhiều hết á. Tại sao bệnh nhân này bạn không chiếu phim có cản quan lên? Rồi mấy bạn còn thắc mắc gì trên cái kết quả CT này không? Mấy bạn vẫn chưa trả lời được
cái câu cái nhóm bạn mình nó vẫn chưa trả lời được cái câu mà bạn gái hồi nãy hỏi đó. Cái này có phải T4A không? Ai trả lời bạn mình coi. Dạ thưa thầy, là ở trên CT thì không có thấy mô tả về cái xâm lấn các mô xung quanh các cơ quan lân cận, cho nên là mình không có đánh giá cái T4 được. Có thể bạn mình nói đó, trên CT người ta mô tả, nếu bạn chiếu cái phim cảm quan đi thì người ta sẽ thấy là cái lớp gì nó thâm nhiễm mỡ xung quanh. Thâm nhiễm mỡ xung quanh là có nghĩa là gì? Là nó đã lan ra khỏi lớp thanh mạc rồi, nhưng mà nó chưa xâm lấn các cơ quan lân cận. Vậy thì bạn mình xếp nó là T4A thì chính xác đó chứ. Nếu mà nó xâm lấn các cơ quan lân cận thì nó là T4B rồi. Các bạn coi cái hình thứ nhất, hai tiếm từ tiếm theo hàng hàng ngang thứ nhất á, hình số 3, hình số 4. Các bạn thấy khối u nó khá là to, nó muốn bít lòng và nó tăng tăng quang và nó thâm nhiễm nó mở xung quanh. Cái này nó đánh giá là T4A là đúng rồi. Rồi tiếp đi các bạn. Dạ, về cái CT scan ngực thì chưa có ghi nhận bất thường. Tổng phân tích tế bào máu thì các cái dòng tế bào máu hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu trong giới hạn bình thường. Về tiếp. Qua slide đi Hương ơi. Đông cầm máu, nhóm máu thì làm ra bệnh nhân là không thấy có rối loạn trong máu. Về sinh hóa máu thì cũng không ghi nhận bất thường. Ion đồ thì các giá trị nằm trong giới hạn bình thường. Về cái X quang ngực thẳng thì chưa ghi nhận bất thường những X quang ngực thẳng. Về chẩn đoán xác định thì nhóm em chẩn đoán là ung thư đại tràng gốc lách giai đoạn. Cái này đổi lại là giai đoạn T4A, N2, M0. Thì đây sẽ là cái giai đoạn 3C theo tiên em trên nền bệnh nhân tăng huyết áp độ 2 theo gen C7. Rồi có ai có ý kiến gì không? Có cần đánh giá thêm gì không? Có cần xét nghiệm cận lâm sàng gì đánh giá thêm đi? Đưa ra hướng xử trí cho bệnh nhân này không? Thì mình hỏi sao nhóm bạn không cho bệnh nhân này làm cái albumin với protein để đánh giá dinh dưỡng trước phẫu thuật? Sao nhóm cho trình trả lời cho bạn mình. Dạ thưa thầy, thì đối với bệnh nhân này thì anh thấy phản xạ bệnh nhân còn tốt, tuy nhiên thì cũng nên là trước khi phẫu thuật. Bạn nói tôi không nghe, cái tiếng của bạn bị giật giật làm sao á? Bạn nào trả lời đi.
có nên làm anh Nguyên không? Dạ, nhóm em thì không cho bệnh nhân này làm bởi vì là cái đánh giá cái tổng trạng của bệnh nhân này thì là bình thường là nên là nhóm em không có làm. Theo các bạn nên làm không? Có bạn nào lý giải là cần làm không? Sao cần làm? Thì mình nghĩ thì cái đánh giá lâm sàng một phần, còn cái xét nghiệm này thì vẫn nên làm, bởi vì nếu mà cái albumin mà nó thấp dưới 35 thì bệnh nhân này chuẩn bị phẫu thuật một cái phẫu thuật lớn, thì albumin mà nó thấp thì cái khả năng lành cái vết khâu, lành cái vết nối đại tràng sau mổ nó dễ bị suy ra, nên mình nghĩ vẫn nên làm. Tôi thì tôi đồng ý với bạn đó. Những bệnh nhân có chuẩn bị phẫu thuật, nhất là phẫu thuật đường tiêu hóa, thì cần đánh giá dinh dưỡng bệnh nhân một cách đầy đủ. Chứ mình không chỉ đánh giá bằng cái cân nặng, bằng cái nhìn vẻ bề ngoài, mà bạn đánh giá thêm albumin, protein của bệnh nhân. Albumin nó là một yếu tố ha. Một yếu tố nguy cơ, albumin giảm nó là một yếu tố nguy cơ của xì rò miệng nói. Mà chưa chắc là bệnh nhân có cân nặng cao là bệnh nhân không suy dinh dưỡng đâu. BMI bệnh nhân cao chưa chắc là không phải bệnh nhân suy dinh dưỡng ha. Rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Rồi, nếu không có ý kiến gì các bạn đi tiếp đi. Dạ, về điều trị thì đánh giá lâm sàng bệnh nhân này là T4A/N210 nên là sẽ phẫu thuật cắt đại tràng trái và hóa trị sau đó. Về cắt đại tràng trái thì sẽ cắt bỏ cái đại tràng ngang đến đại tràng chậu hông cộng với cái động mạch đại tràng trái và tĩnh mạch mạc treo tràng dưới. Còn hóa trị thì sẽ hóa trị sau khoảng 6 đến 8 tuần sau phẫu thuật. Về chuẩn bị trước mổ thì sẽ cho phục trăm một gói nhanh như 4 pha trong 4 lít nước và uống 2 lít đêm trước phẫu thuật cộng với 2 lít buổi sáng trước phẫu thuật. Nhịn ăn hoàn toàn 8 tiếng trước phẫu thuật. Dự trù hai đơn vị còn lắng nhóm O cộng. Về kháng sinh dự phòng kích mổ thì sẽ cho cái cefoxitin 1 gam một lọ. Nếu mà phẫu thuật này kéo dài hơn 3 giờ thì sẽ lặp lại điều thứ hai. Điều trị các bệnh kèm theo thì tăng huyết áp vẫn cho bệnh nhân sử dụng cái losartan 50mg giống như ở nhà bệnh nhân đang sử dụng. Thì sau phẫu thuật thì sẽ cho nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ sau một ngày, giảm đau. Dinh dưỡng thì sẽ cho ăn lại đường miệng sớm, càng sớm càng tốt. Và bắt đầu từ thức ăn lỏng đến đặc dần. Vệ sinh thay vết mổ mỗi 24 giờ. Theo dõi các biến chứng sau mổ thì gồm có chảy máu, nhiễm trùng, tắc ruột, xì miệng nối, tổn thương niệu quản, viêm phổi hít. Về hóa trị thì sẽ cái phác đồ phân phối và bắt đầu sau phẫu thuật 6 đến 8 tuần. Về theo dõi tự phát thì với bệnh nhân này thì sẽ tái khám mỗi 3 đến 6 tháng trong 2 năm đầu và mỗi 6 tháng trong 3 năm tiếp theo. Về mỗi lần tái khám thì sẽ làm cái siêu âm bụng và làm lại cái COA để theo dõi. Nội soi lại đại tràng sau một năm sau phẫu thuật. Nếu như mà bệnh nhân này có cái nguy cơ tái phát cao hoặc là khi tái khám mà trên siêu âm có cái dấu hiệu nghi ngờ gì đó
thì sẽ cho làm cái CT scan bụng mỗi năm trong vòng 5 năm đầu. Rồi, có bạn nào có hỏi thắc mắc gì bạn mình tới cái cách điều trị không? Ừ. Các bạn thấy điều trị như vậy là đúng chưa với bệnh nhân này? Hay là các bạn có ý kiến điều trị khác? Với tôi là tôi không có điều trị giống vậy rồi đó. Dạ, trước hết thì em xin hỏi các bạn. Dạ thưa anh và các bạn, thì em trước mắt là thứ nhất là em thấy là CT này bệnh nhân có một cái hẹp lòng đại tràng, và ở đây bệnh nhân được sử dụng khoảng trang trước mổ thì nó có hợp lý như sao, tại vì nếu lỡ bệnh nhân tắc ruột mà không đi được thì có khả năng bị biến chứng do tiêu một trang trước mổ. Thứ hai là đây là phẫu thuật đường tiêu hóa, thì đánh giá là cái này nó có nguy cơ nhiễm khuẩn, thì bạn sử dụng kháng sinh dự phòng cefoxitin có hợp lý hay không, có nên điều trị kháng sinh dự phòng đúng không? Dạ em xin thấy là rồi các bạn trả lời bạn mình đi. Thứ nhất là bạn mình hỏi bạn á là điều trị bệnh nhân này bằng cái chuẩn bị ruột bằng cái phọt trăng thì có đúng không, sợ tắc ruột không? Cái thứ hai, kháng sinh dự phòng của bạn xài cefoxitin thì được không? Mình trả lời với bạn mình những câu hỏi đó đi. Dạ thưa thầy, đối với sử dụng phọt trăng thì em nghĩ là vẫn sử dụng được, tại vì trước đợt bệnh lần này thì bệnh nhân vẫn còn đi tiêu được, chứ không phải là tắc ruột hoàn toàn mà mình không sử dụng phọt trăng được. Còn đối với cái phần kháng sinh trước mổ thì theo Tuấn Anh thì mình nên sử dụng loại nào? Kháng sinh trước mổ bạn nên sử dụng loại nào? Nếu bạn không cefoxitin. Dạ thưa thầy, thì em thấy là nếu mà cái đánh giá cái phẫu thuật mà ở đường tiêu hóa là cái phẫu thuật mà có, nếu mà có khả năng kiểm soát và không bị ô nhiễm thì đó là phẫu thuật sạch nhiễm, thì có thể sử dụng kháng sinh dự phòng cefoxitin cho bệnh nhân. Nhưng mà khó có khả năng nào mà có thể kiểm soát được cái việc mà bục xì miệng nối, tức là trong cái phẫu thuật đại tràng thì có khả năng là nó bật, có khả năng không có đảm bảo được cái vô khuẩn do cái dịch từ đại tràng đi ra, nên là em nghĩ là sử dụng kháng sinh điều trị cho bệnh nhân thôi. Sao bạn mình trả lời như vậy, các bạn nhóm của mình hồi nãy dạ vậy đó. Dạ vậy thưa thầy là cho em hỏi bạn là ý Tuấn Anh là vẫn dùng cái cefoxitin nhưng mà với liều điều trị là 2 gram đúng không? Hay là mình sử dụng một loại khác luôn? Không, mà sử dụng cefa3 luôn. Sao? Ý mấy bạn sao?
Sefo Citin là thế hệ mấy? Sefo Citin là thế hệ 2. Vậy theo bạn thì nên sử dụng thế hệ 2 hay thế hệ 3? Có nghĩa là sử dụng dự phòng hay là điều trị? Nếu mà sử dụng thế hệ 3 là điều trị rồi. Các bạn có câu trả lời nào hợp lý hơn không? Vậy tôi hỏi mấy bạn á, các bạn bạn ở đây bạn sử dụng kháng sinh dự phòng là cho cái vết thương sạch nhiễm đúng không? Vậy ở bệnh nhân này nè, cái mổ này có phải là vết thương sạch nhiễm không? Có phải là vết thương sạch nhiễm không? Dạ thưa thầy, em nghĩ là có ạ. Bởi vì ở bệnh nhân này thì khi mà lên mổ thì bệnh nhân đã được chuẩn bị ruột. Bệnh nhân là thứ nhất là nhiễm thì bởi vì là cái cơ quan phẫu thuật là ở đường tiêu hóa, còn thứ hai là sạch là bệnh nhân đã được chuẩn bị ruột trước mổ ạ. Người ta định nghĩa cái vết thương, cái vết mổ hậu trường ngang cái ống tiêu hóa, mà ống tiêu hóa đó bình thường thì nó được là coi là vết thương sạch nhiễm. Cái này ống tiêu hóa mấy bạn không có bị tắc, không có ứ động dịch, các bạn đã chuẩn bị ruột sẵn thì cái này là nó là vết thương sạch nhiễm. Thì theo định nghĩa vết thương sạch nhiễm thì mấy bạn có quyền sử dụng kháng sinh dự phòng. Kháng sinh dự phòng thì các bạn sử dụng nhóm 2 hoặc có thể nhóm cephalosporin thế hệ thứ hai, hoặc mấy bạn có thể sử dụng nhóm Amoc và kết hợp với một cái sụp bắc tam như là osmantin. Thì ở đây bạn sử dụng cefoxitin thì đúng thôi. Tuy nhiên có những cái cập nhật mới gần đây, người ta sẽ khuyên mấy bạn sử dụng kháng sinh dự phòng là liều gấp đôi so với bình thường. Có nghĩa là kháng sinh dự phòng là liều 2 gram, cefoxitin 2 gram. Còn bạn mình nói sử dụng kháng sinh thế hệ thứ ba vì sợ là cái đường tiêu hóa mục rò, kháng sinh dự phòng nó không có ảnh hưởng tới đường tiêu hóa mục rò hay không? Kháng sinh dự phòng là để dự phòng nhiễm trùng cái vết mổ. Còn bục xì miệng nói nó không có ảnh hưởng tới kháng sinh dự phòng. Bởi vậy bạn không có sử, bạn không không nên sử dụng cái kháng sinh điều trị. Và khi nào có bục xì miệng nói thì lúc đó bạn sử dụng kháng sinh điều trị. Chứ mình không phải mình sử dụng kháng sinh điều trị để mình dự trù là nó bục xì miệng nói, sử dụng kháng sinh điều trị. Cái kế tiếp á, là tôi đồng ý với bạn là bệnh nhân này vẫn sử dụng phọt chăn được. Tại vì thứ nhất là bệnh nhân không có triệu chứng của tắc ruột. Cái thứ hai là trên CT scan không thấy dấu hiệu ứ động phân, không thấy dấu hiệu tắc ruột. Thì bạn có thể sử dụng chuẩn bị ruột bằng phọt chăn. Tuy nhiên tôi thấy cái liều á gọi là 4 gói. 4 gói. Các bạn uống đêm trước mổ rồi uống cho tôi coi lại cái slide đó này. 2 lít nước buổi sáng trước phẫu thuật. Thường á mình uống sao mấy bạn? 4 gói. Bệnh nhân này 4 gói nhiều hay ít? Liều thường là bao nhiêu? Dạ, liều bình thường là 3 gói. Liều bình thường nó khoảng 20
20 một gói cho 20 kg cân nặng. Bệnh nhân này khoảng bao nhiêu ký? Dạ bệnh nhân này 80 kg. 80 kg, 80 kg thì mấy bạn có thể sử dụng 4 gói. Sử dụng 4 gói. Tuy nhiên á, thường người ta sử dụng uống là gì? Ta mỗi gói pha 1 lít nước và người ta uống. Uống luôn đêm trước mổ ha. Thì 4 gói thì thật sự đó tới giờ tôi cũng chưa bao giờ liều nó là như vậy, nhưng mà chưa bao giờ tôi sử dụng tới 4 gói đó. Chưa bao giờ tôi sử dụng tới 4 gói lắm. Và thường người ta uống á, tốc độ uống á, nên là khoảng uống khoảng 1 lít cho đến 1 lít rưỡi á, khi mà bạn pha nước á, 1 lít 1 lít rưỡi trong vòng 1 giờ. Thì có nghĩa cái bệnh nhân này nếu bạn uống liều 3 tới 4 gói thì uống trong vòng 3 tới 4 giờ. Chứ nếu bạn uống giãn ra thì cái lượng dịch nó kéo ra nó không đủ làm sạch cái đại tràng. Rồi có bạn nào thắc mắc cái vấn đề điều trị của bạn mình nữa không? Tôi vẫn chưa đồng ý cái cách điều trị này. Các bạn còn bỏ quên một chi tiết rất rất quan trọng mà dẫn đến các bạn điều trị sai. Cái này là điều trị sai đó. Dạ, thưa thầy, có phải hồi nãy mình nói về cái phần polyp đúng không thầy? Đúng rồi. Thì sao? Dạ, thưa thầy, là như hồi nãy em có trình bày thì mình phải làm sinh thiết những cái phần polyp đó. Rồi nếu mà kết quả mà nó lành tính thì mình sẽ cắt bỏ polyp trước khi phẫu thuật. Còn nếu mà kết quả cho ác tính thì mình sẽ cắt luôn cái phần đại tràng có polyp đó. Rồi, mấy bạn trong lớp có ý kiến gì với bạn mình không? Đồng ý hay là có phản bác gì không? Bạn cắt sau phẫu thuật được không? Dạ, thưa thầy, là tại vì cái này mình cắt sau đó mình có... mình nối lại, cho nên là cái phần nếu mà để polyp chỗ cái những cái phần đó thì có thể là mình phải phẫu thuật lại lần hai, hoặc là mình không có cái miệng nối nó không có nối được. Rồi mấy bạn trong lớp có ý kiến gì không? Hả? Trong lớp mình có ý kiến gì với bạn mình nói không? Tôi thì tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn. Ha. Cái polyp này là một cái bệnh rất... Bạn bỏ qua cái polyp này là vấn đề điều trị bệnh nhân này sai hoàn toàn. Cái cách điều trị tốt nhất là mấy bạn phải cắt polyp qua nội soi trước. Cái lợi điểm của cắt polyp qua nội soi trước nó là cái gì? Thứ nhất, giống như bạn mình nói, mấy bạn cắt chọn cái polyp đó và mấy bạn phải đợi cái kết quả trả về, để vô bệnh trả về coi cái polyp này là lành tính hay ác tính. Cái polyp trực tràng 12 cm mà không cứu thì khả năng ác tính nó cao lắm. Ác tính thì mấy bạn phải điều trị khác rồi. Bạn phải đánh giá lại tê mấy, phải xâm nhập mấy, cắt như vậy đủ chưa, hay là mấy bạn phải phẫu thuật. Còn nếu mấy bạn cắt polyp sau khi phẫu thuật thì nếu nó ra ung thư, không lẽ mấy bạn đem bệnh nhân lại mấy bạn mổ lại lần thứ hai? Rồi đó không được. Cắt polyp nó có biến chứng của chảy máu, của thủng. Thì khi nếu mà cắt sau đó lại thủng, lại chảy máu, không lẽ mấy bạn đem mổ lại lần thứ hai? Trong khi nếu mấy bạn cắt polyp
Nếu lỡ có biến chứng thủng ấy thì mấy bạn có thể xử trí luôn cục mẫu, giải quyết biến chứng và giải quyết cái khối u. Vậy trong cái điều trị này của bạn mình hoàn toàn không đề cập gì tới polyp hết. Điều đó nó sai, nó làm cho bạn sai hoàn toàn cách điều trị. Rồi mấy bạn có ý kiến gì nữa không? Các bạn còn thắc mắc gì về bệnh án này không? Còn ai mình hỏi cái phần mà phẫu thuật cắt đại tràng trái thì mình thấy các bạn có cắt bỏ đại tràng ngang nữa, nhưng mà không có thấy cắt đại các động mạch đại tràng giữa, thì không biết là thiếu hay là sao. Rồi bạn nhóm mình trả lời. Có ai trả lời không bạn? Nhóm trình bày á. Dạ, cái phần đó nhóm em ghi thiếu ạ. Dạ, em cũng đồng ý với bạn Kha là các cái đoạn đại tràng giữa, các động mạch đại tràng giữa. Tại sao lại phải cắt động mạch đại tràng giữa? Cái này nó thiên về kỹ thuật, bởi vì tôi cũng không muốn đào sâu. Tuy nhiên mấy bạn nhớ cái u này là u đại tràng xuống. Ha, u đại tràng xuống thì người ta thường á, người ta cắt cái nhánh trái của, cắt cái nhánh của đại tràng tùy theo vị trí của đại tràng xuống. Nếu đại tràng nằm ở đại tràng xuống mà động đầu gần gốc lách thì người ta thường sẽ cắt cái đại tràng trái và nhánh trái của động mạch và động mạch đại tràng giữa. Còn nếu mà khối u mà nằm ở phần xa, phần xa của đại tràng xuống thì người ta thường người ta sẽ cắt bỏ động mạch mạc giao tràng dưới. Cái thứ hai, bờ mặt cắt. Hồi xưa bờ mặt cắt cách khối u trên dưới đối với đại tràng trên dưới 5 cm. Tuy nhiên những cái nghiên cứu gần đây người ta thấy nếu mà cắt trên dưới 5 cm thì không lấy đủ được các hạch cạnh đại tràng. Và vậy các khuyến cáo gần đây người ta khuyên là cắt trên dưới khối u 10 cm. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa? Vậy tóm lại á, đối với cái bệnh nhân này á, thứ nhất cái vấn đề á, điều trị mấy bạn phải vấn đề chẩn đoán á, mấy bạn phải xác định cái vấn đề chẩn đoán, mấy bạn phải xác định được cái polyp của nó là lành tính hay ác tính, nó là cực kỳ quan trọng. Khi mà nhớ là khi mà có một cái khi nội soi đường tiêu hóa mà có thấy được cái polyp thì nên làm sinh thiết cái polyp đó. Từ cái vấn đề polyp đó mình mới đưa ra cái điểm nhấn của cái bệnh án này, đó chính là cái vấn đề điều trị trên bệnh nhân có u đại tràng và có polyp thì cái hướng xử trí mình như thế nào. Thì cái hướng xử trí mà người ta chọn lựa là giống như nãy giờ tôi nói, cắt polyp, đợi kết quả giải phẫu bệnh đó, polyp đó là lành hay ác, rồi mình mới có hướng xử trí tiếp theo. Rồi.
Mấy bạn còn thắc mắc gì không? Còn thắc mắc bệnh án này gì không? Nếu các bạn không thắc mắc gì nữa thì nghỉ nha. Chị ngừng nha. Dạ, tôi cảm ơn thầy. Dạ, em cảm ơn thầy.